Hậu xin kính chào quý khán giả đang theo dõi Miền Tây Hôm Nay Sáng. Chương trình đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ. Thông tin về vụ bạo hành bé 17 tháng tuổi tại cơ sở trông trẻ tự phát sẽ được chúng tôi gửi đến khán giả. Cùng với đó là nhiều thông tin đáng chú ý khác. Rừng phòng hộ bị suy thoái và có nguy cơ mất trắng đang uy hiếp đời sống hàng ngàn hộ dân. Trước tình hình này, Tiền Giang đang thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó sạt lở bờ biển. Tự xưng là thầy giáo, thông báo cho phụ huynh là con họ đang cấp cứu ở bệnh viện và đề nghị chuyển tiền ngay. Nhiều phụ huynh đã sập bẫy kẻ lừa đảo. Với đặc điểm nổi trội về thể lực, tính cách và lòng trung thành, Lộc Gió Phú Quốc được xếp vào một trong tứ đại quốc huyện của Việt Nam và mệnh danh là Khuyển Dương Đảo Ngọc. Thưa quý khán giả, huyện Cù Lao, Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang có 6 đơn vị hành chính cấp xã và đều là xã đảo. Điều kiện tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế so với mặt bằng chung của các xã khác trên địa bàn tỉnh. Và mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã tổ chức triển khai điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại 6 điểm trên địa bàn huyện Cù Lao, Tân Phú Đông. Qua đó nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội. Việc triển khai các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng cũng là nội dung quan trọng của chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó, yêu cầu của chương trình là tăng cường hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin. Tại mỗi điểm phục vụ bưu chính ở 6 xã đảo thuộc huyện Tân Phú Đông có bố trí sách, báo, tạp chí và các thiết bị miễn phí nhằm hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác các thông tin thiết yếu đáp ứng nhu cầu đời sống. Gần đây, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao và dòng nước chảy mạnh kèm theo gió lớn, nên nhiều đoạn đê bao ven sông Cổ Chiên trên địa bàn xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh bị sạt lở nặng. Mặc dù nhiều lần được gia cố, nhưng nguy cơ dở đê ở một số đoạn vẫn có khả năng xảy ra. Đáng lo ngại, có nhiều đoạn sạt lở lấn cho đất liền hơn 10 mét và gây nguy cơ sạt lở nặng hơn. Toàn xã Đức Mỹ có 5 trên 9 ấp với gần 7 km đê bao nằm cặp sông Cổ Chiên, có hơn 1.500 hộ dân sinh sống. Đối với những đoạn đê bao bị sạt lở, để kịp thời khắc phục, lãnh đạo địa phương huy động lực lượng và người dân đắp đất gia cố lại. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời vì tình trạng sạt lở ngày càng lớn sâu. Còn ở Tiền Giang, tỉnh này đã từng công bố tình huống khẩn cấp sạt lở khu vực ven đê biển Gò Công. Trước kia, bên ngoài bờ biển của tỉnh này có một đai rừng phòng hộ khá dày, từ 100 đến 800 mét. Tuy nhiên, gần đây thì rừng phòng hộ bị suy thoái dần và có nơi bị mất trắng, uy hiếp đời sống hàng ngàn hộ dân bên trong đê. Địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó sạt lở bờ biển. Sạt lở bờ biển đã đến sát vách nhà. 7 thành viên trong gia đình bà Loan không còn đường lui. Vậy là đành phải chấp nhận sống liều. Nó hậm quá chứ nó lỡ quá. Nhưng mỗi năm mà nó mỗi phải lỡ vô khúc đó. Nó vậy đó. Thì mình nghĩ năm nay không biết có lỡ hay không thì nó cũng chưa biết được ông trời. Ông cho mình ở rồi cho không không chứ thì năm nào nó cũng phải lỡ vô là người ta dở đi rồi mỗi năm là mỗi dở. Mất rừng phòng hộ, bờ biển Tiền Giang mất đi lá chắn sống. Do vậy, địa phương đã thực hiện nhiều chương trình khôi phục rừng ngập mặn như trồng phi lao, đước với hàng chục hecta. Dự kiến biến khu vực này thành rừng phòng hộ quốc gia. Lâu dài là mình phải khôi phục lại rừng phòng hộ. Có khôi phục rừng phòng hộ thì cái tình trạng mà gió bão với sóng leo nó sẽ hạn chế, thì lúc đó cái việc mà hư hại đê biển nó sẽ ít hơn, có nghĩa là nó sẽ bảo vệ tốt hơn cái tuyến đê biển. Tiền Giang đang triển khai dự án nâng cấp đê biển Gò Công giai đoạn 2. Công trình có chiều dài khoảng 6 km, tiếp tục ứng dụng công nghệ đê giảm sóng kết cấu rỗng với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Giải pháp công trình và phi công trình đang phát huy hiệu quả, giảm xói lở, xâm thực bờ biển. Bước vào đầu mùa khô, hầu hết diện tích rừng, gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Long An, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau đều đặt trong tình trạng cảnh báo cháy rất cao từ cấp độ 3 trở lên. Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm các địa phương đã xây dựng phương án kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức và xây dựng các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, ngành chức năng tiếp tục duy trì các kiếp trực, chủ động trong mọi tình huống, tăng cường luyện tập các phương án phòng chống cháy rừng, kết hợp tuyên truyền vận động người dân, du khách nêu cao tinh thần bảo vệ rừng.
Chuyển sang thông tin khác, khi những cánh đồng lúa bạc ngàn ở Cà Mau bước vào thu hoạch, cũng là lúc những đàn vịt chạy đồng từ các tỉnh khác của miền Tây đổ về. Đàn lớn hàng chục ngàn con, đàn nhỏ hàng ngàn con, di chuyển bằng ghe có, di chuyển bằng xe cũng có, tạo nên quang cảnh sôi động ở địa phương này. Anh Nguyễn đã rong ruổi khắp các cánh đồng miền Tây hơn nửa đời người với nghề nuôi vịt chạy đồng. Trung bình mỗi ngày, đàn vịt của anh Nguyễn ăn trên diện tích khoảng 2 hecta. Mỗi hecta chủ vịt phải trả cho chủ ruộng từ 400 đến 500 ngàn đồng. Có khi thì chủ ruộng không lấy tiền mà nhận bằng trứng vịt. Đàn vịt hàng ngàn con chỉ ăn qua đồng một ngày là hết sạch lúa còn sót lại, hết ốc, hết sâu bọ trên cánh đồng. Thường là cỡ 2 rưỡi 3 giờ thức à. Bị mình thức mình lụm hột rồi mình đổ thức ăn. Nó cái gì kéo dài hoài năm này qua năm nọ. Sáng thì mở dịch rồi có 2 lính rồi nó lùa đi rồi mình đi theo rồi tới chỗ chỉ đất rồi cái lên cái rồi nó nằm đó. Nước mình bơm sẵn hết rồi. Cái hết tháng này về đồng nhà là về nhà đó. Nghề nuôi vịt chạy đồng còn đối mặt với lắm rủi ro khi mà vịt có thể bị lạc, bị bệnh chết. Giá trứng vịt khi lên khi xuống. Những lúc giá trứng cao thì bù đắp thêm phần nào chi phí. Những lúc giá trứng thấp cộng thêm hết mùa lúa, hết đồng ăn thì người nuôi đành phải ngậm ngùi bán đàn vịt của mình. Nếu vịt mà trước đây giờ là đồng là nói chung ra là mình mua không à, mua mới dễ ăn anh ơi. Ví dụ mình mua nguyên một khu vậy đó, 1.000 công, 500-700 công vậy là mình nên mình nha, là mình thả mình nên mình không có dịch nào lại chứ. Nên còn mình dễ ăn, dễ giữ, dễ chăm sóc lắm. Chứ trước đây ăn lan cực lắm. Ông bà xưa có câu, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Biết là nghề lắm khổ cực, nhưng cái nghiệp nó dính vào thân. Mỗi khi đi ngang qua cánh đồng lúa vừa cắt xong, mỗi khi vắng tiếng kêu của vịt thì những người như anh Nguyễn lại thấy nhớ. Liên quan đến vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong tại cơ sở trông giữ trẻ tư nhân tại huyện Thường Tín, Hà Nội, ngay sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Thường Tín đã tích cực vào cuộc điều tra. Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh, hai đối tượng này đã khai nhận nhiều lần đánh đập, bạo hành làm cháu bé bị thương tích nặng dẫn tới tử vong. Theo Ủy ban Nhân dân xã Vạn Điểm, đây là cơ sở trông giữ trẻ tự phát. Tháng 11 năm ngoái, xã đã lập biên bản đề nghị cơ sở dừng hoạt động. Hiện công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng bạo hành trẻ em. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực nghiệm điều tra, tiến hành các thủ tục cần thiết để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong mấy ngày qua, liên tiếp nhiều phụ huynh đã nhận được các cuộc điện thoại báo tin con bị chấn thương sọ não, đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó họ đã bị yêu cầu chuyển hàng chục triệu đồng vào số tài khoản lạ để đóng viện phí, đến nơi họ mới biết đã bị lừa. Chiều ngày 3 tháng 3, Ban hướng dẫn cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 phụ huynh của trường quốc tế Việt Úc đến tìm con. Họ cho biết nhận được cuộc gọi của người tự xưng là thầy giáo tại trường, báo rằng con của họ bị chấn thương sọ não. Người này đã yêu cầu các phụ huynh chuyển khoản vì chuẩn bị mổ gấp. Hai phụ huynh đã chuyển hàng chục triệu đồng vào tài khoản lạ, người còn lại chưa chuyển khoản. Sau khi tiếp nhận vụ việc, bảo vệ bệnh viện đã lập biên bản ghi nhận và hướng dẫn cả hai trường hợp trình báo công an. Ở bệnh viện Chợ Rẫy nó đã có một cái quy trình, đó là những bệnh nhân vào bệnh viện có thân nhân không có thân nhân đều được đối xử như nhau trong cái việc cấp cứu. Những cái trường hợp cần phải mổ cấp cứu, cần phải chụp CT MRI khẩn, bác sĩ trưởng tua, bác sĩ trưởng khoa sẽ cho phép làm, và cái việc tôn trọng giờ vàng để cứu chữa bệnh nhân là tôn chỉ cao nhất, không phải đợi thân nhân có đến, không phải đợi thân nhân có tiền thì chúng tôi mới thực hiện. Đó là cái quy định, quy trình mà đã nhiều năm nay bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện. Cô bác hãy yên tâm, chậm lại một chút, phụ huynh hãy yên tâm, gọi điện thoại với giáo viên, với bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi sẽ trả lời có hay không, mà chúng ta không để bọn xấu mạo danh, không để bọn xấu lừa mình để chuyển tiền vào những cái tài khoản mà họ đã cố tình đặt ra trong cái sự bối rối của phụ huynh. Ngoài ra, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo bà con có thể đến bàn hướng dẫn và giúp đỡ người bệnh tại khu vực cấp cứu để tra cứu thông tin, xem là người nhà mình hiện có đang được cấp cứu tại bệnh viện hay không. Bên cạnh đó, mọi người có thể liên hệ đến số điện thoại 028 3855 2486 của phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy để xác nhận thông tin.
Quý khán giả đang theo dõi Miền Tây Hôm Nay Sáng được phát sóng trên kênh VTV Cần Thơ. Thông tin an ninh trật tự sẽ tiếp nối chương trình. Sau 3 ngày ra quân, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố Cần Thơ đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp vi phạm. Trong số đó có 2 ghe chở khách đặt máy thủy động cơ, không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký đăng kiểm, chứng chỉ lái phương tiện và neo đậu phương tiện đón hành khách tại vị trí chưa được công bố hoạt động. Số tiền phạt xử lý vi phạm lên đến hơn 11 triệu đồng. Qua tuần tra, lực lượng chức năng cũng cho 24 đò chèo ký cam kết thực hiện đúng quy định an toàn giao thông thủy. Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Quốc Phú, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo về hành vi cố ý gây thương tích. Cụ thể, trưa ngày 19 tháng 2, do ghen tức trong chuyện tình cảm, khi biết bạn gái cũ đang ngồi uống nước tại quán cà phê, đối tượng mang theo búa đến quán tìm người phụ nữ này. Thấy đối tượng, người phụ nữ bỏ chạy, nhưng đã bị đối tượng dùng búa đánh vào đầu và tay gây thương tích. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an xã Trung An, thành phố Mỹ Tho phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Ngọc Phát, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm một gói ni lông chứa ma túy, một cân tiểu ly. Trước đó, cũng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Lê Lập Quốc đang tàng trữ 21 gói ni lông chứa ma túy đá tổng hợp cùng một số tang vật có liên quan. Công an thành phố Mỹ Tho lập biên bản thu giữ tang vật, tạm giữ hình sự hai đối tượng.